Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, huyện Đức Hòa tổ chức trao tặng quà Tết cho hộ chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh đến dự. Chương trình đã trao tặng 120 phần quà cho các đối tượng, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và một phần bánh mứt. Tổng kinh phí trao tặng 120 triệu đồng do Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh và các mạnh thường quân hỗ trợ. Tại đây, ông Phạm Văn Rạnh cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, chúc mọi người đón mùa xuân mới an khang, thịnh vượng.